Kỳ Trấn Sơn Sông là mới trả lời tập nên là tôi chưa khỏe 100%, mà mỗi ngày là tôi cảm nhận được là tôi đỡ hơn và ổn hơn, nên là tôi trận này cũng hy vọng mà muốn giúp câu lạc bộ, và tôi cũng muốn đang nỗ lực tập tập tốt nên là chuẩn bị cố gắng chuẩn bị trận này. We play against my old team. Mọi người biết là câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh là đội bóng cũ của tôi, mà và tôi cũng có nhiều bạn bè ở Quảng Ninh, và tôi cũng nhớ Thái Hùng, mà hiện tại là tôi là cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, gia đình của tôi và câu lạc bộ của tôi là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nên là tôi cũng phải là cố gắng chuẩn bị trận này giúp đội bóng lấy 3 điểm, và năm nay là đội bóng là giúp tôi nhiều, nên là tôi cũng mỗi trận đó là tôi cũng phải trả lời cho gia đình của tôi tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và người hâm mộ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Do the very good game for Ho Chi Minh win. If I score, if I don't score, but Ho Chi Minh win for me, I be very happy. Well, I'm very happy. Very happy because I was willing to. Tôi rất vui và về ghi bàn trận vừa rồi. Năm nay là tôi chưa ghi bàn nên là tôi cũng có áp lực và cũng biết tâm lý. Và khi ghi bàn đầu tiên, em hy vọng mà trận sau, bắt đầu trận sau là cũng em ghi bàn nhiều hơn và giúp câu lạc bộ được. Và quan trọng nhất là đội đang ngồi đầu V-League, nhưng chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Ở chỗ chấn thương là tôi chưa 100%, nên tôi cũng phải nỗ lực và nhìn sức khỏe là chuẩn bị trận sau. It's good and I'm very happy to come back to the team. Yes, go! 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 Yes, go!